Hello 500 anh em hôm nay chúng tôi lên cho anh em một con hàng siêu nóng siêu bom tấn của năm 2023 mang tên Black Clover nhé ngay sau đây chúng mình cùng bắt đầu thôi. 10 năm về trước một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra giữa các thế lực, Julius, ma pháp đoàn và ma pháp đời thứ 27. Con ớt đang bị tất cả các ma pháp khác khống chế treo người lên cao vì bị nghi ngờ có ý định tạo phản. Không muốn bị khuất phục nên con nát trịnh trọng tung ra hàng loạt những chiếc chìa khóa vàng để mở cửa các ô giam hãm mình ra. Có người đã nhận ra thanh kiếm kia chính là đế kiếm Eldosia con nát dùng một thanh kiếm có sức mạnh thuộc hàng cực khủng để sống còn với lý tưởng thông khai một thế giới mà mọi người sẽ tôn trọng lẫn nhau một mong muốn cao đẹp như vậy thì có gì mà sai trái cơ chứ có trong tay thanh kiếm eldosea con nát đã hạ được không ít những kẻ muốn phản kháng mình để rồi ngay sau đó lại phải chịu sự phong ấn của julius bằng ma pháp thời gian dù biết mất đi một báu vật quốc gia là điều rất đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác Julius tình nguyện nhận hết trách nhiệm với tư cách là một ma vương kế nhiệm và thu phục con nát trả lại bầu trời yên bình trong xanh cho nơi đây chuyển cảnh đến vương quốc Clover, tất cả người dân đều đang hồ hởi phấn khởi tham gia lễ hội của những màn đấu ma pháp một thập kỷ mới có một lần. Trai ừm là giải đấu tay đôi để quyết định xem ai sẽ là ma pháp kỵ sĩ mạnh nhất, pháp sư nào giành được trai ừm sẽ được chọn làm ma pháp vương. Đến tham dự giải có 9 ma pháp kỵ sĩ đoàn, dưới sự chỉ đạo các pháp sư mạnh nhất sẽ bảo vệ hòa bình cho vương quốc Clover mỗi ngày. Khi khán đài đã kín chỗ, khán giả đã sẵn sàng thì cũng là lúc các ma pháp kỵ sĩ bắt đầu lộ diện. Trận đầu tiên là Juno, đoàn phó của Kim Sắc Nhật xuất đoàn đối thủ của Juno là một kẻ ẩn danh đeo mặt nạ. Trận đấu chính thức bắt đầu. Juno mở màn với một đòn tấn công bằng gió bốn lớp thế mà lại bị đối thủ giơ một nhát kiếm chém làm đôi trong sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Trong khi đó, hội nhóm của ma pháp vương con nát đã sẵn sàng lên dây cót để thực hiện kế hoạch. Kết giới ma pháp, thánh địa ngục tối với sức mạnh khổng lồ đã tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ nơi diễn ra trận đấu. Rất nhiều nguồn năng lượng mạnh đâm từ dưới lòng đất lên tạo thành cơn rung chấn trao đảo cả tòa thành. Con nát chế nhạo Julius chỉ là kẻ yếu ớt và ngu ngốc vì ngày đó không nhận ra anh ta chỉ là giả vờ bị thu phục để nuôi thêm quyết tâm độc chiếm lãnh thổ này. Thành viên tóc đỏ này cho mở cửa thành bất tận, thả hàng trăm binh lính kim loại xuống tàn phá và tiêu diệt nhiều dân lành. Một ông lão đối diện trước sự tàn khốc của một tên lính cao lớn thì đột nhiên Ata đã anh dũng xuất hiện cứu ông lão khỏi cửa tử. Một cương ma pháp xuyên xoáy giáo lại được tung ra để ngăn không cho thường dân chạy thoát. Ata rất giận không hiểu tại sao đột nhiên bọn lính sắt này lại nhắm tới mình thì Juno đã xuất chiêu. Noel cũng xuất hiện cùng Hải Long Hống để giúp hai ông bạn một tay. Cô nhận ra những người ở đây đang bị hút mất ma pháp, những ai có ít pháp lực sẽ không thể di chuyển. Noel và Atta thống nhất sẽ chơi ra hồn trận này coi như tập thể dục thể thao. Cứ hết tên này đến tên khác, kể cả là một núi lính sắt xếp lên thì ông đây cũng chém cha lanh tanh bành hết nhé. Ba đồng minh được con nát hồi sinh bằng sức mạnh của đế kiếm cũng xuất hiện trên bầu trời với tham vọng thiết lập lại thế giới mới. Atta không cần biết thằng nào thích tập thể dục thì vào đây với tao, Thế là Esther tung ra một đòn thần khí từ ngục tối thì lại bị Ata làm cho vô hiệu hóa. Thế là lại có thêm đồng đội là Master góp sức đấu với Ata, không thằng nào chịu thằng nào, Ata hung hăng tao cũng có 500 anh em. Phía bên này, con nát cản được một đòn từ mát và cho đối phương nằm sàn ngay từ phút đầu tiên. Hắn cảnh cáo Julius nên biết thân biết phận, mấy thằng ma pháp kỵ sĩ thì tuổi lờ đòi đấu với ma pháp vương của bọn hắn. Ừ thì tuổi lờ, ý là tuổi lớn chứ gì đoàn trưởng cơ bắp Jami của bọn này đã xuất hiện tung ra một bảo kiếm u minh phủ bóng tối tạo thành một màn mây mù răng kín lối. Doti, Jiu, Leo, Finn và Kazo lần lượt lộ diện qua màn mưa bụi của đoàn trưởng. Đoàn trưởng đưa Julius đến nơi an toàn và hỏi về lũ người đang làm loạn ngoài kia. Julius giải thích mưu đồ nham hiểm của hội ma pháp phương muốn thâu tóm và lật đổ vương quốc Clever. Julius kêu mọi người cần đến phòng nghiên cứu để đem ma cụ về đây đấu với địch nhưng Jami lười không muốn đi và kêu Finn với Ata tự đi lấy. Đúng lúc này, mắt tơ phát hiện chỗ bọn họ trốn nên tấn công băng lạnh mà cũng bị Jamie cầm kiếm chém đứt cả tảng băng một trận đấu ngang sức ngang tài đủ thời gian để mọi người còn lại đi qua kết giới của hắc ngư đoàn Jamie phải công nhận hàng phòng thủ của bọn ngày càng ngày càng cứng rắn đến ca rồ lớn to đầu rồi cũng phải gật gù công nhận đế kiếm có thể giải phóng liền tất cả các pháp lực đã tích chữ lúc này có thêm cả Fugon và nozen xuất hiện họ nhắc nhở cho con nát nhớ về trận chiến ngày xưa chẳng qua là chó cậy gần nhà nhờ có ester JC và Master nên con nát mới chiếm được ưu thế chứ thực ra chẳng có cái mẹ gì. Thế là con nát cay cú, hắn nói nếu chúng mày đã tập hợp đầy đủ rồi thì tao hóa kiếp một thể luôn nhé. Nói rồi cắm thanh kiếm xuống mặt đất và nhắc lại thứ vũ khí hắn dùng 10 năm về trước chính là cái hội trường này thế mà lại bị hội của Julius chen ngang làm hỏng kế hoạch. Hội trường diễn ra lễ hội gọi là pháo đài bay chai ửng được Esther bao phủ bằng một lớp liên kết chặt chẽ. Ở một diễn biến khác, những đồng minh của Julius đã đến được phòng thí nghiệm của chi bộ không và gặp điều phối viên Mali vì ma cụ họ cần ở khá xa nên phải đi bộ một đoạn kha khá tranh thủ lúc ấy mọi người hỏi chuyện nhau về con nát hắn từng là ma pháp kỵ sĩ của vương quốc này cũng chính là người tiền nhiệm của julius trước khi được chọn làm ma pháp vương con nát là một nhân vật có máu mặt và trở thành đoàn trưởng lập nhiều thành tích đứng đầu để nhận được sự tin tưởng từ bách tính và rồi tuổi nổi loạn đến hắn muốn lật đổ đế vương và kết quả là bị thu hồi ngôi vị ma bá vương cây cú nên con nát đã lấy trộm ma cụ của ma pháp vương đầu tiên chính là thanh kiếm eldosea Julius và mọi người đã rất cố gắng ngăn chặn nhưng đều không thể đánh bại. Con nát biết sử dụng ma pháp để tạo ra chìa khóa để mở hoặc đóng bất cứ thứ gì và có khả năng hấp thụ ma pháp ở bất cứ đâu để sử dụng. Họ đến nơi sâu nhất của chi bộ không, ma cụ này có vai trò như vỏ của đề kiếm có khả năng phong ấn sức mạnh của con nát. Nhưng người tính không bằng trời tính, con nát thế mà lại đến trước một bước để phá tan ma cụ và đánh cho tất cả tơi bời một trận hắn trịnh trọng thông báo đã tiêu diệt mát để làm gương và kể thành thật cả câu chuyện thu hồi hết sinh lực của dân đen lẫn những người có pháp lực để tích trữ sức mạnh trở nên vô biên con nát đưa ra cả bằng chứng thiết thực về sự ra đi của những người ban nãy ở hội trường noel bị hắn chế giễu là đứa con hoang của kẻ hèn nhát khiến cô tức giận muốn đấm vỡ alo kết cục lại bị trói chặt và bị cướp mất pháp lực Atta muốn giao ai kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thế mà cũng bị con nát dùng chính pháp lực mới cướp của Noel ra tấn công. Atta tuy mạnh nhưng vẫn không thể chống đỡ được những thứ vũ khí hạng nặng của đối thủ anh lâm vào một đống lầy với những xúc tu biết ăn thịt người cũng may là diệt ma kiếm có thể xử lý được vấn đề này con nát thấy đánh đấm mất thời gian hắn thấy át ta cũng gọi là có bản lĩnh nên trở mặt lôi kéo ngon ngọt để cậu đứng về phe mình để lập lại thế giới mới át ta đương nhiên không dễ bị tẩy não như vậy cậu nhất quyết đấu một trận ra bã kiên định chửi cho thằng con nát vuốt mặt không kịp chính hành động này đã khiến cơn điên của con nát trỗi dậy hắn tung đòn hiểm liên tục từ những cánh cửa mở ra khiến cho át ta của chúng ta kịch quệ cả cơ thể chỉ có thể nằm ngửa thở dốc Đau đớn là thế nhưng Atta vẫn giữ được bản lĩnh như người Việt Nam, thà hy sinh chứ không phản bội lại lý tưởng. Trong lúc mọi người còn lại rất lo lắng vì bị mất hết ma pháp thì may mắn Juno và Miley đã đến kịp. Phát cho cô bạn hai liều bò hút tăng lực để xông trận để trói chặt con nát bằng nhiều sợi chỉ đỏ cũng không ăn thua bởi vì đối phương đã dùng phong ấn ma thuật nhà tù vĩnh cửu. Juno chẳng nói chẳng rằng cứ thế solo với kẻ phản diện mà cũng chẳng đâu vào đâu. Con nát ngang bỏ đi trong tư thế của kẻ chiến thắng, hắn liên lạc với ester hỏi hình tình kết hợp ma pháp thì được biết mọi việc vẫn suôn sẻ và sẽ hoàn thành trước sáng mai ester cũng thông báo đã tìm được nơi có bộ xương ác quỷ ở huệ ngoại giới tại ngôi làng hage noel đau đớn tỉnh lại tại nơi trú ẩn khẩn cấp của kim sắc nhật xuất đoàn nơi đây còn rất nhiều người bị thương khác dưới tay của con nát nhận thấy hắn đã thực sự manh động chuyện kết hợp ma pháp vào sáng mai sẽ là dấu chấm hết cho vương quốc này ai ai cũng lo sợ kẻ địch mạnh không đấu nổi thế mà ata gắng gượng đứng dậy trên người băng bó đầy những vết thương đau đớn nỗi đau không bao giờ khuất phục được người anh hùng dân tộc. Atta là một bài tuyên truyền khích lệ tinh thần của mọi người nơi đây, vương quốc này là mồ hôi xương máu của cha ông để lại dù chó hy sinh khuất bóng cũng phải gìn giữ bảo vệ. Một cây làm chẳng nên non thì ba cây trụng lại nên hòn núi cao, nếu tất cả các ma pháp kỵ sĩ cùng đoàn kết hợp sức thì có thể đối mặt với bất cứ kẻ thù nào. Trong khi tất cả mọi người đều đồng ý chiến đấu thì có một tên cứng đầu định bỏ chạy nên bị húi cho cháy cả đầu. Vì đế kiếm đã thu thập được hết ma pháp của người dân sau đó được đưa vào địa mạch pháp khí điểm đặc dị, cho nên mục tiêu trước mắt là tiêu hủy đế kiếm hoặc vô hiệu hóa nó trước dạng sáng mai giao việc cho ata vì cậu có pháp vô hiệu hóa để ngăn con nát lại khi mọi người cùng nhau di chuyển đến hắc ngư đoàn ata dùng sức mạnh phá vỡ kết giới rồi nhờ thêm một nhân vật ở đây là henji giúp đỡ họ phục hồi những pháp lực đã mất bằng cách ăn thật nhiều cho đến khi liên kết được tất cả bộ phận của hắc ngư đoàn và để nó bay lên được thế mà quân lính bằng kim loại lại lũ lượt kéo nhau đến chúng đông ngoài sức tưởng tượng nên hai ba ma pháp phải ra tay chém bớt cho đỡ ngứa mắt nhưng chém chỗ này thì còn chỗ khác to hơn nhiều hơn đang chờ đón, ba ma pháp đội trưởng xung trận, họ dùng cây đại thụ của mình để che chắn cho mọi người đang ở trong hắc ngư đoàn sau đó dùng xe bay ra hiện trường đối đầu với lượng lớn quân địch. Con nát cũng nhận được thông tin và chuẩn bị phương án ứng biến đầy đủ, Ester đứng chờ để đón đầu đối thủ nhưng hắn không thể lường trước quân đối thủ của hắn đang rất đông và quyết liệt. Mọi người đều dùng sức mình để tấn công vào những cửa sổ khiến chúng phản chiếu sức mạnh khiến không gian bị gián đoạn khiến ma pháp không thể xuyên qua. JC và Marker cũng được huy động đến Atta biến vũ khí của mình thành sai XL gắn vào đầu Hắc Cửu Ngư Hồng đâm thủng kết giới của Ester. Ester phản công bằng cú đánh kép bạo loạn và đánh đố kẻ thù đâm thủng kết giới vòng 2 của mình, ai ngờ Atta hợp sức với Juno nghiến răng đâm thủng được một mảng kết giới vào được bên trong. Thấy con nát đã đứng đợi săn, Juno chia cho Atta đi xử lý con nát để thằng cu Ester cho mình xử lý. Atta triệu hồi tinh linh đồng giá cùng với hai đồng minh khác thực hiện chuyển đổi ma pháp nhưng đều không nhằm nhò gì. Con nát đâm đế kiếm xuống điểm đặc dị, Thấy vậy ata càng nóng lòng muốn rút câu kiếm lên vô hiệu hóa và tiêu diệt kẻ thù của vương quốc Clever. con nát ban đầu vẫn tìm cách dỗ ngon dỗ ngọt để thu phục ata nhưng vẫn vô ích hắn đóng hết mọi con đường tạo thành một vòng tròn pháp thuật xung quanh mình rồi biến hình triệu hồi thanh kiếm và cứ thể solo đấu kiếm với ata phía bên ngoài toàn đội đã vào vị trí đúng như kế hoạch chia cắt kẻ địch bọn họ tuyên thể sẽ chiến đấu không đầu hàng mà cũng không gục ngã đội của Noem bị Master dùng băng tuyết ma Pháp sám hối ở thế giới băng giá làm cho đông cứng cả lũ Vùng pháp khí hạ nhiệt độ không gian xuống mức đóng băng khiến những kẻ non nớt khó mà thở nổi. Đã yếu thế thì chớ, lại còn bị một con lính bằng băng khổng lồ giáng cho nắm đấm. Hết dây thường lửa đến phép phản chiếu đều đã được tung ra đều không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí còn khiến Master triệu hồi thêm một con quái thú bằng băng còn khổng lồ gấp 10 lần con cũ. Nona được giao nhiệm vụ đối đầu với JC, bản thân Nona biết rõ JC lợi hại như thế nào. Cô ta là một trong những ma vương dũng mãnh có sức mạnh tương đương với cả nghìn binh sĩ và chưa bao giờ thất bại. GC đem tới một quân đoàn ma pháp nhập thành khiến Nona mất phương hướng rồi vô ý để bị trúng một nhát của kẻ thù. Nona chỉ muốn thiêu dụi mọi thứ để giải phóng toàn bộ, nắm đấm lửa luyện ngục của Nona khiến jc cảm thấy thú vị. Một vụ nổ lớn xảy ra và sau đó là màn hóa thân đeo kính để tung ra hàng loạt đòn đấm dành cho Nona khiến cô nằm ngửa chôn người trong đất. Rồi một màn đội mồ sống dậy làm mãn nhãn người xem, pháp lực của Nona đã tăng lên để tặng cho con đỗ lì kia một cú đạp ba xa cả vài dặm. Sở dĩ có được sức mạnh nhân đôi là nhờ ý chí sắt đá và động lực to lớn, Nona biến thành người phượng hoàng lửa đấm cho JC không trượt phát nào. JC ăn trưởng nên rơi tự do xuống tận miệng hố sâu nhưng vẫn chưa thể hết vai ở đây. Các cụ đã bảo rồi, đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Phía bên này, Esther dụ Juno vào lãnh địa của mình bên dưới rồi còn hắn ta chỉ việc đứng trong pháo đài bay, ma pháp sẽ tự động được nạp vào đến bất tận. Đang hống hách khoe khoang thì đoàn trưởng Jamie đã xuất hiện trong làn khói mờ từ đằng sau để yểm trợ cho cấp dưới Juno, còn có thêm hai người nữa cũng đến tham gia cùng. Đứng trong khói lửa mà không xi si như gì, Ester còn phóng ra hàng loạt mũi tên màu tím có ma pháp khiến đội của Juno tốn không ít sức lực lúc nguy cấp hai đoàn trưởng nữa đã đến kịp thời cùng đoàn trưởng Jami đối đầu với Ester phải công nhận thằng cha này khỏe một mình đấu ba ông đoàn trưởng lực lượng mà vẫn cứ là ok không thể đứng ngoài trận chiến Juno liều mạng dồn toàn bộ sức mạnh lôi kiếm chọc cho đến khi nào thủng kết giới thì thôi mà chọc chưa thủng thì kẻ thù đã gia tăng sức mạnh phóng ra hàng loạt luồng sức mạnh màu tím có gai nhọn hắn đã phải dùng đến con át chủ bài để bao phủ cả bầu trời nhưng vẫn bị sức mạnh tổng hợp từ ba đoàn trưởng làm cho choáng váng juno nghiến răng nghiến lợi thầm mượn kỹ năng của bạn cùng chí hướng ata để đâm cho kẻ thù đến vỡ nát cả bầu trời kết giới bị chơi hết vố này đến vố khác sĩ si diện tăng cao esther bất cần mặc kệ việc bảo tồn pháp lực cho pháo đài thề sẽ dùng cả tính mạng để nghiền nát những thằng vừa đánh lén mình ata rõ ràng là thất thế dù có đánh đấm thế nào cũng không chạm được đến con nát vì hắn đã có sức mạnh của một ma vương thực thụ Ngươi có muốn cùng bọn ta thay đổi thế giới này hay không? Đối diện với sự dụ dỗ khi đứng trước làn danh sinh tử, Atta lại quay về những miền ký ức về bậc ma pháp vương khi xưa đã dùng cả tính mạng chấp nhận ngủ vùi chỉ để bảo vệ an nguy của vương quốc Clever. Không thể rũ bỏ hay phản bội lại bậc tiền bối đáng kính, Atta hồi sức và mọc ra thêm đôi cánh và thề bằng cả danh dự sẽ chiến đấu đến cùng với kẻ thù. Thực tế đã chứng minh không nên đụng vào những kẻ không còn gì để mất. Atta cứ bị đè xuống là lại vùng dậy. Bao nhiêu đòn đánh ra là bấy nhiêu đòn chút cơn giận cho đến khi đâm thủng được cuốn sách đang phong ấn ma lực khác. Ngay lập tức pháp lực của Noel quay trở lại, cô dùng thủy sáng thành ma pháp, bộ giáp của chiến binh trinh nữ cùng mưa sao băng của rồng phá cho bằng hết những tảng băng và con quái thú của Master. Chĩa mũi nhọn về phía ông ta và hỏi có còn muốn chơi tiếp với chị không. Lúc bấy giờ Master mới công nhận Noel là người của hoàng tộc có ăn có học đàng hoàng nên thật đáng tin. Hối hận muộn màng cũng không giải quyết được gì nữa Master ạ. À. Phía bên này, con nát hứng chịu cơn thịnh nộ của Ata bị atta chém bổ đôi người hất văng cả đế kiếm chỉ thấy đế kiếm dần mất đi ánh sáng của sức mạnh ấy cũng là lúc jisi master và Ether phải khuất bóng hy sinh những tưởng cuộc chiến đến đây là kết thúc thì con nát lại dai như đỉa đối bay bổng lên khâu chung và dùng chú cấm kích hoạt lại mạng của mình cổng diệt phong phủ lên nửa vòng trái đất tạo thành cục diện đỏ lửa và lúc này julius đã xuất hiện và trao cho atta thanh đế kiếm cầm trên tay thanh đế kiếm của ma pháp vương tức là đảm nhận bảo vệ cả tương lai đất nước và vũ trụ Toàn bộ những người ở đây đều thực hiện nghi thức truyền lại pháp lực cho đế kiếm, sức mạnh được nhân lên nhiều lần để phục vụ công cuộc tiêu diệt một mình Con Nát. Ata cứ thế lao lên cổng diệt vong, chém nhiều nhát đầy quyền lực vào cổng diệt vong cho đến khi nó vỡ vụn. Con Nát đánh rơi chiếc dây chuyền trên cổ, vòng dây mở ra gợi lại nhiều hình ảnh thân thương gần gũi của hắn với mọi người, hắn đã thua cuộc nhưng lại cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng. Có lẽ chính Con Nát, JC, và Master đều nhận ra, ma pháp vương nên thuộc về một người thực sự biết chiến đấu vì công lý như Ata. Bọn họ thật sự chấp nhận hậu quả này và biến mất về cõi vĩnh hằng. Vương quốc Clever lại quay về với bầu trời xanh vời vợi mà bình yên hạnh phúc. Cuộc chiến giữa hai thế lực thiện ác đã kết thúc chuỗi ngày khổ sở ở nơi đây vĩnh viễn. Bộ phim đến đây là kết thúc, nếu thấy hay đừng quên like và nhấn đăng ký kênh bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.